Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã trực tiếp tiếp nhận hàng hỗ trợ của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dành cho nhân dân thành phố. Theo đó, hàng hỗ trợ bao gồm 12 tấn rau củ quả, 100 kg thịt heo, 150 kg thịt bò, 700 ống cơm lam. Số hàng này sẽ được phân bổ về các khu công nghiệp tại quận Liên Chiểu, khu công nghiệp Hòa Cầm, được hỗ trợ cho các bếp ăn thực hiện mô hình 3 tại chỗ của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, qua đó tạo điều kiện cho các công nhân tập trung sản xuất, ổn định đời sống. Những món quà này đến từ Đảng bộ, nhân dân và cán bộ huyện Tây Giang chung tay ủng hộ, việc tiếp nhận hàng hóa diễn ra an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. Tình hình hiện nay dịch bệnh nó quá là phức tạp ở Đà Nẵng. Thì Tây Giang, nhân dân Tây Giang biết chia sẻ như nào. Chúng tôi vận động bà con, người ta rất ủng hộ, người ta nghe nói Đà Nẵng là người ta sẵn sàng. Có cái gì người ta ủng hộ cái đấy, giúp cho Đà Nẵng cố gắng tiếp tục dập dịch sớm. Thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn tình cảm của cấp ủy, chính quyền, các mặt trận, các đoàn thể và nhân dân huyện Tây Giang đã dành tình cảm rất lớn. Những cái phần quà này là từ cái sản xuất cụ thể của bà con đã giúp cho nhân dân Đà Nẵng. Đây là một cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp và thể hiện cái gắn bó của Đà Nẵng và Quảng Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng trao hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang để trao lại cho nhân dân Tây Giang có điều kiện phòng chống dịch tại địa phương. Dự kiến ngày 24 tháng 8, huyện Tây Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ hàng hóa cho thành phố Đà Nẵng để chống dịch.